có một lần tôi đi với một cái người Pháp đi về cái vùng nông thôn Việt Nam. Thế thì đi trên đê, đi trên cái bờ đê đấy, thì ông ta có hỏi một câu là như này: thấy mọi thứ nó rất giống nhau, tức là những cái mái nhà cũng như là trên một cái bờ đê nhìn về một cái làng ấy, thì thấy nó rất giống nhau. Thế thì khi mà đi sâu vào ấy, thì tôi giải thích cho ông ta như sau: tức là cái người Việt Nam ấy thì nó có ba cái màu cơ bản. Theo chủ quan của tôi là một họa sĩ, thứ nhất là màu trắng của vôi. Đấy, cái vôi nó còn có giá trị cả với người Việt là gì? Cái màu trắng đấy nó có ý nghĩa là gì? Nó vừa diệt cả vi trùng, vi khuẩn. Để cái vôi đấy người ta dùng để người ta ăn trầu nữa, cũng là vôi. Và cái đấy nó rất tốt cho cái người mà thiếu canxi. Cái thứ hai nữa là cái vôi đấy người ta được quét lên bờ tường để vừa là trang trí, vừa là một cái gì đấy nó rất là vệ sinh. Và để một cái phần nữa là các cái côn trùng ấy, nó cũng rất sợ cái vôi đó. Và cái màu thứ hai ấy, mà tôi cảm thấy rằng ấn tượng nhất đấy là màu xanh. Vì tất cả những cái gì nuôi sống họ thì nó đều là màu xanh, bắt đầu từ màu xanh đó. Và cái thứ ba nữa ấy là tượng trưng cho đất. Đấy, đất, lửa thì nó được thể hiện vào cái màu ngói. Thực ra là không phải là màu ngói đỏ mà nó là màu ngói nâu sành. Khi cái đỏ mà nó được qua lửa rồi thì nó thành màu sành. Sành thì đấy chính là màu nâu. Mà cái màu nâu đó là cái màu nâu mà nó gần như là một cái xuyên suốt cho toàn bộ, từ trang phục cho đến đồ dùng, cho đến những cái bát mà để họ sử dụng. Đấy, chính vì thế mà cái màu sắc nó tương thích với cái nhu cầu sinh hoạt của họ, và đồng thời rằng trang phục của họ cũng mặc cái màu nâu để có khi là gì nó lẫn vào với đất, để khi mà họ có chân lấm tay bùn, họ có bẩn những cái đất lên ý, thì cái quần nó gần như là nó che đi cho họ cái sự mình gọi là nó bị vướng bẩn. Và tôi cho đấy là một cái mà nó là một cái cực kỳ tự nhiên khi mà ở một cái đất mà văn hóa lúa nước, và thì cái màu sắc nó tương thích với cái nhu cầu sinh hoạt, đời sống và cũng như kể cả đời sống văn hóa của họ. Duy chỉ có một lễ hội thì họ có thay đổi một chút, chính vì cái màu sắc ba cái màu cơ bản kia nó được bộc lộ và sống tràn cho cả một cái năm như thế, thì khi có những ngày lễ hội họ mới có thêm những cái màu tươi hơn một tí, thì để nó minh chứng đấy là những cái ngày quan trọng trong một cái năm đó. Và đứng về mặt nào đó ấy, thì như thế người phương Đông gọi đấy là gì, là đúng cách. Đấy, cái đúng cách là cũng rất là quan trọng. Đấy, thì đấy là cảm nhận của tôi là một họa sĩ và cũng rất thành công về vẽ màu, thì mới nhìn nhận một cái màu sắc là như thế. Cái biển hiệu ấy thì tôi được minh chứng nó khi mà tôi còn nhỏ ấy. Thì tôi là cái người mà tôi rất thích để ý. Thì cái biển hiệu ấy, nó nhìn cái biển hiệu ấy, trước tiên ấy, thì sẽ thấy rằng cái vị trí cái biển hiệu, kích cỡ cái biển hiệu và cái hình thù của cái biển hiệu đấy, thì nó đã bộc lộ được cái vị thế, cái tầm vóc của cái người chủ của có cái hiệu đó. Đấy, ví dụ như họ là một cái biển, như họ là một cái hãng lớn, tức là một cái thứ tư nhân lớn ý, thì cái biển hiệu của nó tư thế nó khác. Còn nếu như cũng là một biển hiệu nhưng người ta chỉ là một cái người bán lạc giang thôi, thì cái tư thế nó lại khác nữa, thì nó lại nhỏ nhắn vào đấy. Và cuối cùng là cái quan trọng, cái biển hiệu, người ta nhìn cái biển hiệu đó, người ta đã biết được rằng là người ta có hợp tác với họ, là người ta cũng đã tự để mà gì, đã biết họ là ai. Và khi chính vì thế để cho người ta đứng về mặt văn học nào đó, đứng về mặt nhân văn nào đó, thì người ta không bị lầm.
khi họ đến một cái biển hiệu mà họ nhìn cái biển hiệu họ đã đoán được rằng là cái người chủ đấy ở tư thế nào ấy, thì phải họ sẽ phải ứng xử với cái tư thế đó, và đấy chính là cái nhân văn của cái biển hiệu đó đó. Cái đấy ý nghĩa rất hay. Chứ ngày hôm nay nếu mà so sánh cái biển hiệu đó và cái biển hiệu ngày hôm nay thì ngày hôm nay ấy, là làm cho chúng ta bị lẫn lộn. Chúng ta cũng không hiểu rằng cái người mà đang giữ cái thương hiệu đó, cái biển hiệu đấy là thành phần gì, ở một cái phong tầm văn hóa nào. Và chính vì thế cho nên chúng ta cũng ảnh hưởng cho đến cái công việc của chúng ta, cả cái xã hội đấy nó cũng sẽ lộn xộn. Tức là gì? Tức là nó thiếu một cái tính tương quan, nó thiếu một cái tính gọi là tức là nói như các cụ mình thời xưa thì nó gọi là y phục và không xứng với kỳ đức. Đấy. Tức là hai cái việc, có thể là họ làm cái biển hiệu nó rất là choáng ngợp, nhưng thực ra cái cách làm việc và cái tư thế của họ ấy, thì nó cũng không xứng đáng với cái tầm đó. Hoặc là có những cái biển hiệu làm cho họ nó bị hèn đi mà họ không biết. Đấy. Và có những biển hiệu thì lại làm cho họ quá cả cái khả năng của họ đang có. Và đấy chính là cái để tôi so sánh. Như ngày xưa ấy, cái biển hiệu ngày xưa ấy, thì gần như người ta phản ánh chí ít thì khoảng 70% là cái cốt cách và cái tinh thần và cái tầm vóc của cái người chủ cái biển hiệu đó. Đấy. Và cái màu sắc trong cái biển hiệu đó ấy, nó cũng rất là nền nã. Nó rất nền. Nền nã ở đây là cái sự khiêm nhường. Và nền nã ở đây là để gì? Là để họ cảm thấy họ gần với mọi người. Đấy, theo chủ quan của tôi, cái nền nã của người xưa là để gần với mọi người. Khi anh đã làm biển hiệu là anh phải là dính đến kinh doanh, đến cộng tác, đến cái sự mà giao lưu cộng đồng, thì cũng không thể làm cái gì mà nó quá diêm dúa để mà xa cách với những cái buôn có bạn bán có phường. Họ càng phải có những đông số đông như thế thì họ mới thành công trong cái công việc của họ. Thì cái sự nền nã trong cái biển hiệu đó ấy, nó là một phần như thế, nó vừa khiêm nhường nhưng mà nó vừa là nó để gần gũi mọi người. Thế nhưng nói như thế không có nghĩa là dễ dãi, nó sẽ tinh tế bởi những cái vị trí, những cái bố cục, những cái họa tiết và những cái kiểu chữ trong cái biển hiệu đó. Bác này nói cụ thể chi tiết ở trong biển hiệu. Chi tiết trong biển hiệu đó, ví dụ như là cái họa tiết mà điểm xuyết, ví dụ như là một cái con trịa để họ bộc lộ rằng cái dòng họ của họ, hay là hoặc là cái gia phong của gia đình họ nó đã có may mắn có được cái điều đó thì họ khoe lên một cách tế nhị, hoặc là những cái họa tiết vây xung quanh cái đó để ẩn chứa một cái sự tinh tế của cái người chủ đó. Và cái biển hiệu của những người mà bán những cái ví dụ như là những cái về đông y thì bao giờ nó cũng có cái biểu tượng mà nó làm cho người ta nhìn một cái là thấy ngay. Và bao giờ bên cạnh đó cũng có cái phần gọi là chữ nho chứ không phải chữ Trung Quốc, hai việc khác nhau, hình thù giống như thế, nhưng đấy người Việt gọi đấy là chữ nho. Và để họ gì, họ gắn được cả là gì, cả chữ quốc ngữ là chữ in, chữ phông của chữ quốc ngữ, và cái chữ nho đấy để họ muốn nói thêm một cái điều nữa là gì, họ có truyền thống, họ không bị mất những cái quá khứ và cái hiện tại. Đấy chính là cái rất tinh tế, và cái đấy là rất là sâu sắc của người Việt. Tức là họ có cả giữ cái truyền thống, họ tôn trọng những cái gì đấy nó thuộc về gia đình họ, ông cha họ, và nó gọi là một cái từ đấy là gì, nó gọi là từ gia truyền. Cho nên tất cả những cái biển mà họ đề thêm cái câu gia truyền vào ấy thì đấy là những người ta rất tự tin, và bao giờ cũng có một cái hình thù gì đó trong cái chữ gia truyền đó. Không phải ai cũng dám đề gia truyền, vì nếu đề gia truyền ấy mà đề sai ấy thì họ sẽ phải xấu hổ với họ. Đấy, khi mà những người đề cái gia truyền ấy thì bao giờ đến mua những cái thứ mà sản phẩm của gia đình họ thì cái người tiêu dùng cảm thấy an tâm hơn.
Đấy. Đấy. Có về kiểu chữ là màu sắc của biển. Kiểu chữ thì cái thời đó ấy, thì phải nói thật ra là người ta đang cái thời đấy nó gọi là thời Âu hóa. Tức là người ta đang rất xính ở cái phần phía phương Tây. Cho nên kiểu chữ họ chọn những kiểu chữ mà rất đặc thù, kiểu như chữ có chân. Chữ kiểu như là chữ gọi là nét nghiêng hoặc là nét thẳng mà họ lại đắp nổi lên. Đấy, màu ấy thì thường cũng vẫn chỉ ngả sang những cái màu ví dụ như là màu nâu hay là một cái màu nữa gọi là cái màu công nhân. Chết xỉn đấy. Và thi thoảng thì mới có cái chữ màu xanh lá cây. Và tuyệt nhiên không có những màu mạnh. Và thường cái chữ đấy với cái màu tường của họ là nó cùng một màu. Nhưng khi họ đặt nổi lên ấy, thì cái ánh sáng phản chiếu vào cái chữ đó ấy, thì nó đã tạo cho họ một cái màu rồi. Đấy là cái tinh tế đó. Chứ không cần phải vẽ một cái màu khác. Không cần phải cho một cái màu chữ khác. Đấy. Đấy là cái mà họ biết. Vặc chưa kể là gì, cái nhà hướng nào và những cái biển hiệu của những cái nhà đắp nổi lên ý, thì họ còn, nếu như họ tinh tế, theo như tôi không nhầm, thì những cái nhà mà có những thương hiệu lớn mà chữ nổi lên trên cao ấy, thì họ còn theo cái chiều ấy, nắng của cái chữ đó để đắp nổi lên. Và khi nổi lên như thế thì nó cũng tạo cho họ một cái phần quảng cáo, mà cái quảng cáo đấy là quảng cáo rất tự nhiên, chứ không phải là dùng đèn LED hay là những cái gì phát quang như là bây giờ chúng ta làm. Và tôi cho đấy là cái mang hiệu quả của họ rất tốt, mà một cái sự quảng cáo tế nhị. Tất nhiên thời đó thì không có công nghệ, không có những cái phương tiện hiện đại, thế nhưng mà họ biết tận dụng cái thiên nhiên, tận dụng những cái mà ý thức nào đó để họ ý thức được cho cái sự quảng bá của họ, chứ không có nghĩa là họ không muốn quảng bá. Đấy, đấy là về phần màu và phần hình ở đây. Chúng hỏi thêm về cái cách mà họ đặt tên cho cái biển hiệu. Cái tên biển hiệu thì nó là một vấn đề, nó còn phụ thuộc vào cái văn hóa của cái dòng họ đó, của cái gia đình đó. Thì nhìn cái tên ý, thì thường ý, có những gia đình ý, họ cẩn thận, thì họ có đi hỏi những người gọi là thầy giáo, hỏi những người gọi là những người mà thầy phong thủy. Còn có những gia đình mà họ đã có sẵn những cái thứ đó ý, thì họ đặt tên theo cái tinh thần cái nghề nghiệp của họ. Họ làm cái ngành nghề gì thì cái tên nó thích ứng với cái nghề đó. Và đương nhiên là họ lấy những cái tên nó rất hay. Hay ở đây là nó đa nghĩa. Nó có nhiều cái ý nghĩa mà khi mà mình ngẫm ý, thì cái ý nghĩa thứ nhất là nó mang một cái tính hiền hậu, an toàn và gây cho người ta có một cái sự tin tưởng. Chứ nó không có những cái so với bây giờ ấy, thì các cái biển hiệu bây giờ ấy, thì đôi khi nó bị, một là cộc lốc, hai là đôi khi nó bị hơi trắng trợn quá, và ba nữa là có thể là nó họ thiếu tự tin, cho nên đôi khi họ lấy cả gia đình, tên con cái của chính họ. Nhưng ngày xưa rất ít khi mà lấy tên của chính mình. Đấy, ngày xưa gần như là lấy một cái từ rất là chung chung. Thí dụ như là họ lấy theo cái phía hướng nhà của họ, hoặc là họ lấy theo một cái mà thiên hạ ban tặng cho họ một cái tên nào đó, và họ chắc bao giờ thì cũng có những cái chữ mà rất là hay gắn là phúc, lộc, thọ, và là ba cái thứ mà được gắn vào một cái phần, một cái tên đệm nào đó. Thí dụ như phúc tường, phúc lợi, hoặc phúc sinh, hoặc là cái gì đấy, hoặc là đức. Đấy, hoặc là chữ đức cũng được gắn nhiều vào những cái tên đấy, để người ta muốn minh chứng rằng là người ta là một người làm ăn tử tế. Ý nghĩa nó chỉ chủ yếu là để chứng minh cho người ta không muốn thô thiển khoe người ta là người tử tế, hay khoe người ta là người tốt, thì cái biển hiệu để nói cho người ta cái giá trị đạo đức đó. Đấy. Cháu bác nói là có về hướng nhà cho biết là tên. Cái hướng nhà thì như sau, cái hướng nhà thì thí dụ như là nhà người ta ở hướng nam,
thì thường có thể người ta lấy cái chữ đấy. Đấy, ví dụ như ngày xưa nhà bác, cái hiệu của nhà ông ngoại bác ấy thì là, của tôi thì là nhà chắc là hướng Nam, đâm cụ lấy tên là Nam Thái. Thái tức là nghĩa là Thái Bình. Và một cái nhà hướng Nam luôn luôn là Thái Bình. Vì tại sao? Vì các cụ ngày xưa là có những cụ khoảng ba vợ. Đâm ra là cái chữ Thái nó là Thái Bình. Nó là cái sự mà nó êm ái. Đấy, nó an thái. Mà cái chữ Thái là cái chữ mà rất chung chung cho những người mà làm những công việc mà đúng nghĩa là một cái công việc tiểu thương, mà họ muốn là nó chỉ đều đều, nó không có gì mạnh bạo cả, nó không có những cái đột phá. Và nhà họ nuôi rất nhiều những người thợ để sản xuất một cái mặt hàng truyền thống, thì họ rất cần cái sự an thái đó. Thì có lẽ tôi cho đấy chính cái chữ Nam Thái là cái biển hiệu của chính gia đình thôi, là thêm cái phần ý nghĩa đó. Chứ người ta cũng không cầu lợi quá. Vì là sao? Người ta một năm người ta cũng chỉ sản xuất ra được ngần ý thứ. Ngần ý con người thợ thì làm cũng chỉ đến thời gian cũng chỉ ngần ý thôi. Thì cái quan trọng nhất ý là cần chữ, là cái sự an thái. Nhưng vì nhà ở hướng Nam thì cho nên có lẽ là ông tôi đặt tên là Nam Thái, là để lúc nào cũng chỉ muốn cái duy trì như thế thôi. Và nó bộc lộ thêm một cái ý nghĩa là gì? Người ta không tham. Người ta chỉ thế là người ta bằng lòng. Người ta bằng lòng với cuộc sống của họ, người ta bằng lòng với cái phận của họ. Cái quan trọng nhất là người ta bằng lòng với cái phận của họ thì người ta sẽ không làm cái gì nó khác với cái danh phận đó. Đấy, đấy là cái ý nghĩa biển hiệu nó như thế. Cái ngày hôm nay thì tôi có cảm giác rằng biển hiệu nó nổi hơn, to hơn, nhiều hơn và nó loè loẹt hơn. Thế nhưng mà tôi có cảm giác rằng cái hiệu quả của nó ấy, cái hiệu quả của nó thì lại không hơn. Đó, vì khi mà cái gì nó nhiều quá và ai cũng muốn xưng bá, xưng hùng, tức là ai cũng muốn nói mình rất hay, thì nó không còn giá trị gì nữa. Và cái sự ồn ào ngày hôm nay ấy, thì cái biển hiệu của ngày hôm nay ấy, lại là chính là nó tương thích với cái bối cảnh của cái xã hội ngày hôm nay, là một cái bối cảnh họ lê la nhiều, họ tụ tập nhiều và họ nói rất nhiều chuyện. Thì cái biển hiệu hôm nay là cái ngày biển hiệu của sự truyền khẩu. Họ tin vào cái sự mà truyền khẩu hơn là họ đi nhìn những cái biển hiệu. Có lẽ là ngày hôm nay phố phường nó đông hơn, người nó đông hơn và cái gì nó cũng nhiều hơn thì người ta không để ý nữa. Và cái sự truyền khẩu, họ hỏi nhau bằng cái sự truyền khẩu. Và cái biển hiệu hôm nay nó không còn được hiện hữu thành hình ảnh nữa, và có thể nó biến thành lời. Đó, nó biến thành lời. Và có thể người ta hỏi rằng cái đấy có tốt không, cái hãng ấy có hay không, thì bây giờ nó bằng lời. Bằng lời tôi cho là rất nhiều. Vì lúc ý người ta muốn được bộc lộ một cách, người ta bộc lộ bằng ngôn từ, nói với nhau. Họ nói với nhau trực tiếp thẳng hơn là họ nhìn thấy cái biển hiệu đó. Và họ sẽ cụ thể họ hỏi những cái mà biển hiệu không thể nào giải thích được. Thì có lẽ là họ hỏi nhau. Và chính vì sự ồn ào đó, nó lại tương thích với cái mà, tại vì ồn ào của người Việt khác với người phương Tây. Người phương Tây không bao giờ ra đường nói chuyện với nhau, mặc dù đi rất đông. Tôi đi rất nhiều các thành phố lớn thì vô cùng đông chứ không phải là không đông. Nhưng gần như họ không quen biết nhau. Nhưng ở Việt Nam, cụ thể là ở Hà Nội, thì gần như là họ quen biết nhau. Tôi khẳng định 30-40% là họ có thể sự giao lưu với nhau qua bằng những cái sự dắt dây của những người nọ người kia. Thế cho nên cái biển hiệu của ngày hôm nay chính là biển hiệu của cái sự truyền miệng. Đó. Thì cái ồn ào đấy nó cũng có thể tương thích với người. Và cái hay cái dở nó cũng được truyền miệng rất nhanh. Thực ra là gì? Cái Facebook ấy, nó bắt đầu từ cái sự truyền miệng. Tôi cho đấy cũng là một ý tưởng. Người nọ muốn đưa tin sang người kia, một đằng bằng hình ảnh và một bằng bằng khẩu ngữ. Thì đấy chính là cái vì cái truyền miệng và cái sự ồn ào của con người đấy nó như là một nhu cầu ấy. Đấy, một cái nhu cầu con người bắt buộc phải có.
có cái chúng ta là quá lạm dụng nó, đâm chúng ta thành nó quá ổn so với cái một cái xã hội, và nhất là một cái chỗ, một cái Hà Nội nó nhỏ như này. Thực ra thời trước thì họ vắng hơn, họ có nhiều cái tầm nhìn hơn, họ có thể nhìn nhau cách nhau một đoạn phố họ đã nhận ra nhau, thì cái biển hiệu lúc ý nó mới có giá trị. Vì cái biển hiệu nó có giá trị là vì nó phải có cả những góc nhìn. Và một cái biển hiệu đàng hoàng thì sáng trưa chiều tối là nó sẽ bộc lộ cho những trạng thái khác nhau. Và có những cái biển hiệu nó hiện hữu đấy lâu đời thì người ta lấy đấy làm cái mốc để người ta tìm đường. Hẹn nhau cũng ở dưới cái biển hiệu đó. Đấy, cứ đến cái đoạn ý thì chúng ta chờ nhau đấy. Và nếu như nó đã hay thì nó sẽ làm được rất nhiều giá trị hay. Nhưng đến bây giờ chúng ta không thể hẹn nhau ở dưới cái biển hiệu nào nữa. Vì thứ nhất biển hiệu ngày hôm nay họ trùng nhau. Cái thứ hai là họ giống nhau. Và cái thứ ba họ không còn nhiều giá trị như ngày xưa nữa. Và cuối cùng nó bị lẫn lộn. Đấy. Cái biển hiệu gắn liền với ngôi nhà thì thực ra thì khi mà cái người chủ nhà đấy xây cho mình một ngôi nhà thì cái người kiến trúc sư đã phải hiểu cái người chủ là ai. Và đương nhiên cái biển hiệu đấy nó như là vị trí họ đặt, cũng như là họ đặt trân trọng, như là họ nghĩ ra một cái cửa ra vào. Cái biển hiệu nó như nó phải quan trọng như một cái cửa ra vào của một cái gia đình mà khi đã xây một cái ngôi nhà chí ít là 3 tầng. Thì cái biển hiệu được đặt cái vị trí gần như là còn trên cả cái cửa. Vì đối với họ đấy là danh dự của họ nằm trong đó. Mà không những danh dự của họ, mà có khi họ lấy lại cái tên đấy của ông bà họ thì nó lại còn là tổ tiên của họ, thì cái sự kính trọng nó như thế nào. Cho nên cái sự mà cái sự mà người ta trân trọng cái biển hiệu đó ấy, nó có cả một cái phần gần như là nó rất là linh thiêng. Cho nên cái biển hiệu là nó có những cái lúc người ta phải lau chùi nó hàng năm, coi như là một cái thứ xem ngày xem tháng để lau chùi cho cái biển hiệu đó, như là một cái danh dự của chính gia đình và dòng họ mình. Và cái tối kỵ nhất là cái tối kỵ nhất khi mà họ gây những sự hằn thù, những người có biển hiệu là họ tối kỵ là gây hằn thù với ai đó. Vì nếu như gây hằn thù với ai đó mà nó làm cái biển hiệu ấy bẩn đi, hoặc là nó đổ cái gì vào cái biển hiệu ấy, thì đối với họ là một cái sự xúc phạm cực kỳ nặng nề, đau đớn về tinh thần. Thế thì cái biển hiệu nó có cái biển hiệu nó có mấy loại như sau. Thì cái dạng chính ấy, ba cái theo như chủ quan của tôi thì nó có ba cái dạng chính. Cái dạng thứ nhất ấy, là cái biển hiệu mà có tính chất truyền thống. Thì thí dụ như một cái ngôi nhà của họ như sau. Lấy bút đậm. Thí dụ như là một cái ngôi nhà của họ như sau. Đấy. Thì cái biển hiệu của họ ấy, thì nếu mà nó thường có thể là cái hình nó là những cái chữ kiểu chữ như này, chữ nho nào đấy, hiểu không? Đại khái đây là như một cái chữ nho, hiểu không? Mà nó chỉ gói gọn xinh xinh trong một cái phần như thế này, này. Đấy, trên một cái ngôi nhà như thế này. Đây là cửa sổ. Đây là cửa sổ và đây là cửa ra vào. Đấy, đây là một cái loại này, đây là một cái kiểu nhà cổ. Nhà này là cái nhà Hà Nội cổ truyền thống. Đó. Thế thì có một cái loại nữa. Có một loại nữa. Cái chữ thí dụ như là cái chữ to như thế này. Đấy. Thí dụ như cái chữ nó to như thế này. Thí dụ như này. Phúc lợi chẳng hạn. Nhá. Thì nó lại được nằm trên một cái kiến trúc như thế này.
nó nằm trên một kiến trúc này. Thường cái nhà như này ấy, thì là nó gần như là đây là những cái họa tiết, họ lại lấy những cái họa tiết cổ. Đấy, thí dụ như thế này. Thế thì cái này thì thường là đây là ban công này. Đây là hai cửa sổ này. Đấy, đây là cửa ra vào này. Đấy, đây là một tầng nữa. Thì đây lại là một tầng nữa, thì cái này nó nằm ở trên nóc nhà. Đấy. Đấy, thí dụ như thế này. Thì đây là một cái ban công nữa. Xong mới xuống đây thì lại là một cái nhà nữa, thì mới là, mà cái nhà dưới này thì bao giờ họ cũng để cái cửa hàng nó lệch như này. Mà những cái nhà mà cửa mà có biển hiệu trên thế này ý, thì bên này ý, thì cái biển hiệu nó chỉ cần là một cái chữ rất nhỏ bên này thôi. Khi mà đã có cái biển hiệu trên này thì ở chỗ này nó chỉ là một cái chữ rất nhỏ thôi. Còn thường cái chỗ này ý, thì họ viết là 1925 chẳng hạn, là cái làm cái nhà. Thì cái này thực ra là cũng ảnh hưởng của phương của châu Âu, Pháp hoặc Anh. Đấy, thì họ để đây là tên cái này là năm làm ra cái nhà này. Thì họ để tên và cái biển hiệu nó chỉ nhỏ này. Còn nếu này, còn đây là truyền thống, cái này là truyền thống mà cái ảnh hưởng này là vẫn còn là chữ Nho. Thì cái chữ quốc ngữ nó chỉ đề, ví dụ như cái này là cái chữ Đức Phát chẳng hạn. Thì cái chữ Đức Phát này nó lại chỉ viết như thế này. Ví dụ, và người ta tôn trọng cái truyền thống này và cái chữ này, thì những cái người như thế này ấy, thì họ vẫn giữ cái truyền thống, và trong nhà của họ chắc chắn là có hoành phi câu đối, vẫn giữ cái truyền thống hoành phi đó. Thì cái chữ in này thì nó nằm ở dưới, còn chữ này, còn những cái nhà như thế này ấy, thì thường ấy, là cái ông chủ này ấy, thì đi học, hoặc là có ông chủ này có con học ở nước ngoài về, thí dụ như học ở Pháp về, nó gọi là Tây học. Thì bao giờ người ta cũng làm những cái nhà như thế này, cái kiểu biển hiệu như thế này. Đấy. Tại vì sao? Cái này cũng có thể để nói rằng gì, họ tự tin. Khi mà người ta có học thì người ta cũng tự tin hơn. Còn cái này ấy, họ tự tin bằng cái giá trị truyền thống. Thì nó khiêm nhường và nó khiêm tốn. Hai cái này là hai cái biển hiệu mà đặc thù nhất của người Hà Nội. Còn cái hình thù chi tiết ấy, thì cái đấy thì mỗi một nhà nó có chi tiết thì nó chỉ là những cái đường rìa xung quanh này thôi này. Hoặc là cái chữ này thì nó có cái kiểu có thể là nó nghiêng, có thể nó đứng. Nhưng mà thực ra cái chữ này là rất bề thế. Và cái tỷ lệ cái chữ này cũng rất to, có thể nó phải bằng nửa cái cửa sổ. Thì cái đấy nó tỷ lệ thì kiến trúc họ sản. Thì khi mà làm cái nhà này mà họ có cái chữ này thì đương nhiên cái anh kiến trúc này phải chạy theo cái này. Và thường cái nhà này ấy, thì ngả sang kiến trúc châu Âu. Thì nó mới ăn mấy cái này. Còn cái này thì lại là kiến trúc châu Á, tức là nhà cổ. Đấy, đấy, nhà cổ. Tuân theo truyền thống hoàn toàn cổ là nhà ngói. Đấy, còn cái này thì gần như là cũng có phần ngói ở trên. Nhưng mà ngói này là ngói Tây, còn đây nó gọi là ngói ta. Đấy, ta và Tây là hai khác ngói khác nhau. Ngói ta này, còn ngói Tây là ngói hình vuông. Nó gọi là ngói Tây, và đây là gọi là ngói ta. Ngói ta là hình ngói mũi hài như này này. Đấy, trên này nó có cái mũi này. Đấy. Đấy thì là đấy là hai, và cái này thì cửa này là bao giờ cũng có cửa chớp. Đấy, và trong là cửa kính. Còn cái cửa này ý, thì họ lại chưa chắc họ không làm cửa chớp đâu, mà cái này họ khó khi họ lại là những cái tấm cửa họ xếp vào. Mà nó gần giống như cửa bức bàn để họ lồng vào nhau, và họ đánh số 1 2 3 và cứ tối là họ lồng vào nhau. Còn cái cửa này là cửa cánh mở. Mở hai cánh này. Đấy, và trong này là một cái lớp cửa kính nữa. Đấy, còn cái này là cửa xếp vào. Mở cái là họ nhấc từng những cái tấm này được nhấc được ra. Xong tối họ lại nhấc vào theo cái số thứ tự 1, 2, 3 đưa vào. Và họ có mộng. Đấy là những nhà truyền thống cổ. Cửa này khi mà họ buổi sáng bán ấy, thì cái cửa này được mở ra. Cái cửa này được mở ra thì nó sẽ thành như thế này. Cửa này được mở ra như thì nó sẽ thành như thế này. Nó sẽ thành như thế này. Họ sẽ bày những cái hàng của họ ở trong này. Hoặc là những cái tủ kính. Và đây chính những mặt hàng bày ở trong này. Và thậm chí họ có thể treo những cái gì ở đây xuống nữa. Là cái cửa này mở ra thì nó sẽ thành như thế này. Đấy. Và thường những cái cửa này thì nó chỉ có một cửa bên này nữa thôi. Đây là cửa ra vào. Và cái biển hiệu ấy, thì thường nó nằm ở cái bên chính cửa ra vào này. Đây là cửa sổ.
và đồng thời cũng là cửa quảng cáo hàng. Còn đây là cửa ra vào. Đấy, đây là cái nhà truyền thống. Đấy. Còn nhà truyền thống ấy thì cái biển này thường là bằng gỗ. Biển này cũng hoàn toàn ấy, thời đó thì 100% là bằng gỗ. Đấy, không có chất liệu gì khác bằng gỗ và họ chạm nổi lên. Có thể họ có thể là làm bằng sơn mài nữa. Cái chữ có thể phủ bằng sơn mài. Nếu những nhà nào mà họ duy trì cái nghề truyền thống ấy thì đương nhiên nó phải là sơn son thép vàng như trong chùa. Thế nhưng mà chữ thì thường nó là chữ đỏ và chữ đen chứ không có vàng. Nền đen thì chữ đỏ, mà nền đỏ thì là chữ đen chứ không có vàng. Đấy, vàng chỉ là ở cái nơi ở trong nhà thôi. Thì cái biển này thì là nó là như thế. Và cái chữ của họ để ở dưới này, chữ in cái chữ quốc ngữ ở dưới này, còn trên này vẫn là những cái chữ nho kiểu này. Có thể hai chữ và có thể là ba chữ. Hai chữ hay ba chữ là người ta sẽ phải hỏi cái người thầy để mà và đồng thời tên cái dòng họ của nó. Nhưng thường ấy thì là nó hai chữ. Có rất ít có người ba chữ. Nhưng mà nó ba chữ thì nó có lý do của nó. Đấy, và bao giờ nó cũng có thêm một cái dòng con này để họ diễn giải cho ba cái nghĩa này. Chắc chắn họ lại có thêm cái dòng diễn giải con để diễn giải là tại sao tôi làm cái ba chữ này. Tức là họ rất tự tin và họ rất mạch lạc trong cái việc mà họ diễn giải cái điều đó. Đấy, thì rõ ràng để thấy rằng gì? Để thấy rằng thì người ta làm ăn rất minh bạch. Khi mà người ta công khai nói tất cả những cái gì trong cái biển hiệu này ấy, thì là gần như là người ta mở. Người ta không giấu giếm một cái gì cả. Thì cái biển hiệu nó có ý nghĩa văn học của nó là hay như thế. Đấy, của ngày xưa là như thế. Nó rất là đàng hoàng. Đấy, chính cái đấy là cái ở đây này, cái cửa này thì nó cũng chỉ là thế này thôi. Xong người ta xếp ở trong nhà, xong đến tối người ta đậy vào. Còn cái cửa này thì đương nhiên nó thường là cái cửa này thường là cái cửa đặc. Hoặc là nó có cái hoa sắt ở đây này. Đấy. Xong là tối người ta là gì? Người ta đóng chặt cửa vào. Thì cái này là nó có khóa này. Đấy. Đấy, bao giờ có một cái thềm bậc này. Thế xong thì người ta có thể bày cả những cái đồ hàng người ta ở chỗ này. Xong tối người ta lại bê cái này vào trong nhà. Đấy, có thể người ta bày này. Vì nhà người ta cùng lắm nhất cái phố cổ chỉ có 4 mét là nhà rộng nhất. Thì tất cả những cái này nó được tận dụng vào cái bán hàng của họ. Đấy, chính cái, còn cái nhà Tây này thì nó có phân phố. Nó có những phố mà đường rộng thì là phố Tây. Cái này là trên 36 phố. Còn cái này được gọi là những cái phố nó gọi là phố Tây. Thì Hà Nội ngày xưa là có phố Tây và phố cổ. Thì phố Tây thì thường là các cái biển hiệu của nó là những cái chữ. Và có cả những biển hiệu người ta còn viết cả tiếng Pháp ở dưới nữa. Nhưng tất nhiên tiếng Pháp ở dưới nhỏ thôi. Đấy, nhưng đặc biệt là không lấy một cái tên gì, mặc dù là người ta rất ngưỡng mộ người phương Tây, nhưng đặc biệt không lấy một cái tên gì có tính chất là người của người nước ngoài cả. Không lấy một cái gì như là Maria hay là William là không có cái việc, xính như bây giờ. Vẫn giữ cái tinh thần phương Đông của họ, nhưng mà họ không lấy cái tinh thần là, họ không lấy cái, họ chỉ hình thức phương Tây thôi, chứ họ không mang dấu lấy một cái giá trị tên danh nào của người phương Tây cả. Đấy, chính vì cái điều đó là cái điều mà cần phải nhấn mạnh là họ rất gìn giữ cái văn hóa của họ. Tức là họ học cái hay nhưng họ không quá lạm dụng vào cái việc mà lợi dụng là bây giờ lấy một cái tên Tây hay là tên gì là không có. Cái ý nghĩa đấy là cái ông cha ta chúng ta phải tự hào điều đó. Tôi học cái hay của người phương Tây, tức là Âu hóa, nhưng tôi không quá bị lệ thuộc là tôi lại đặt tên như ở bên Tây mang về. Đấy, trên cái biển hiệu của gia đình cá nhân. Còn nếu trên đường phố thì có thể cái thời là mình là đang là thuộc địa thì mình thì người Pháp đặt tên phố thì họ phải chấp nhận. Thế nhưng biển hiệu của gia đình họ là tuyệt nhiên không có điều đó. Và đấy chính là cái tự hào của cái dân tộc mình ở cái chỗ đó. Người Pháp cũng rất hay ở cái điểm là họ tôn trọng cái giá trị truyền thống. Và đấy chính là cái ưu việt của họ. Cái gì truyền thống thì họ lên họ giữ. Và truyền thống tức là cái giá trị hay của cái địa danh họ đang đến. Cái ngày hôm nay khác nhất là chúng ta quên mất giá trị truyền thống. Chúng ta quên mất cái giá trị truyền thống hay của chúng ta có mà chúng ta đã đánh mất nó. Và chúng ta du nhập những cái ở nước ngoài. Những cái nước ngoài thì chúng ta vẫn chỉ là sự sao chép. Đấy, thì cái đấy chính là cái mà là rất dở. Theo chủ quan tôi đấy là rất dở. Và đấy là một cái suy của về văn hóa. Đấy.
Chính vì lý do đó là cái lý do mà những người làm nghệ thuật, những người làm văn hóa hay những người trí thức ấy, thì họ luôn luôn buồn. Họ luôn luôn buồn và họ cảm thấy rằng là họ tiếc nuối bởi vì đánh mất đi của họ những cái giá trị mà đang chạy trong dòng máu của họ. Đấy, cụ thể như tôi. Đấy, tôi sinh ra lớn lên, tôi được nhuốm cái màu của cái nguồn nước này, của cái văn hóa này để nó thành sự nghiệp của tôi, thành con người tôi. Và bây giờ những cái đó nó thành tôi, những cái chất liệu quý giá đó và bây giờ nó đang mất dần ấy. Thì chính đối với tôi đấy là tôi cảm thấy rằng luôn luôn buồn và tiếc nuối nó. Đấy, đấy là cái mà là rất là đau đớn ở cái chỗ đó. Thì cái trở lại cái giá trị cái biển hiệu thì nó có những cái gạch đầu dòng đó, tôi cho là nó chỉ là để họ tôn vinh họ một cách khiêm nhường và họ tự tin. Tại sao ngày xưa họ lại làm cái cửa xếp này? Cửa xếp số này ấy, là vì họ làm bằng tay handmade thì nó không thể đều được, nó không đều như máy. Và người ta phải đánh số này để cái số 1, số 2, số 3 thì nó khớp và nó khớp nhau thế này. Vì là handmade. Gỗ. Đấy, thì là nó nếu mà cái số 3 này mà đưa vào số 2 này là nó sẽ bị cạch ra. Vì nó co ngót và đấy chính là cái hay và cái tinh tế. Thì để nói thêm một giá trị nữa, cái cửa đó ấy, nó số 1, số 2 này thì những người chuyên môn chỉ là đóng cửa thôi. Và họ có một cái thói quen là họ có thêm một cái thói quen nữa là gì? Họ đóng cửa. Bao nhiêu năm họ đóng cửa cho cái ngôi nhà đó. Và một lý do gì đó họ không được đóng cửa ngôi nhà đó. Thì họ sẽ nhớ cái hình ảnh mà họ thường xuyên làm. Và đấy là những cái giá trị tinh thần, phi vật thể mà ám ảnh họ. Chứ ngày hôm nay đóng cửa dễ quá mà thậm chí ngày hôm nay chỉ bấm một cái từ có thể vào. Và đang đi triệt tiêu đi một cái giá trị, đấy là giá trị tinh thần. Đấy, cháu hiểu, cháu cũng không biết điều đó đâu. Cửa là vì nó làm bằng tay, cửa gỗ làm bằng tay thì người thợ làm ấy thì cái số 1, số 2, số 3 này nó không bao giờ đều nhau được vì nó phụ thuộc vào gỗ, phụ thuộc vào cái tình cảm người ta đẽo cái cửa đó. Thế khi làm không đều thì người ta phải đánh số để khi mà người ta ghép vào ấy, thì để 1, 2, 3 thì nó ăn. Cái 3 mà đưa lên cái 1 này ấy, thì là nó không ok. Đấy, vì bác đã từng đi đóng những cái cửa như thế rồi. Bác đã xem nhà những người bạn là đóng thế thôi, để lệch đi, có cái nhà nó còn có 4 cánh hoặc 5 cánh. Nhưng thường ấy thì nó chỉ làm 3 thôi. Đấy, thường nó 3 cánh. Thường những nhà nhỏ là 3 cánh. Còn sau đến nhà là 4 cánh. Thì 1, 2, 3, 4. Đấy. Nên là tại sao họ lại, tại sao nó phải nhấc hẳn ra như thế? Sao họ không làm một cái cường mở ra bình thường? Người ta mở ra không phải mở theo bình thường vì cháu nhớ rằng cái này là cái coi như thay cái cửa kính quảng cáo. Vâng, đúng rồi. Cho nên người ta không thể làm chấn xong được. Vâng, đúng. Người ta phải mở thoáng ra để người ta được giao lưu giữa cái bên trong và bên ngoài. Đây này, bác vẽ này, đây đều được người ta bày đồ hàng người ta này. Nó chỉ có một cái thềm ở đây thôi. Vâng. Và cái thềm đây để sau các cái cánh này được ghép vào như thế này. Vâng. Đấy. Đấy thì là cái cửa này lại nhấc vào, còn đây là người ta bày hàng này, quảng bá cái hàng hóa của họ. Đây là, ví dụ đây thì người ta là bày cái này là người ta bày hàng. Cháu phải nói là đây là người ta làm bày các hàng bán của họ, sản phẩm của họ. Mà cái cửa sổ này là mở tung, cái cánh này được mở tung như thế này. Và đây là treo những cái đồ hàng hết đấy nhá. Khi tầm chiều thì người ta sẽ có người ô xin của họ, tức là người giúp việc đấy, họ ra họ đóng cái cánh cửa này mà người chủ không bao giờ đóng. Và mai lại mở ra, hôm sau lại mở ra. Thế ai là những người làm ra cái cửa này, ai là người đẽo ra cái cửa? Thường là những cái cửa này ấy, là những người thợ làm cửa, thợ mộc làm cửa. Mà làm hoàn toàn bằng tay. Làm bằng tay. Every plank. Làm bằng tay. Hoàn toàn làm bằng tay.
Thế chính vì thế họ mới phải đánh số. Mà cái người thợ đấy đánh số cho người chủ nhà và nhớ là cái này là số 1, số 2, số 3. 1, 2, 3 là phải. Cái biển hiệu ấy, thì thực ra ấy, người ta không dùng màu nổi bật. Người ta chỉ dùng những màu là như bác nói đấy, một là màu xanh lá cây. Hai là để nguyên cái màu của tường là màu vàng. Ba là nếu biển hiệu bằng gỗ họ để nguyên gỗ. Họ chỉ tô cái chữ này màu kiểu như là màu bã trầu ấy. Cái màu nâu đầm mận ấy. Nhưng quan trọng nhất ấy, cái ý nghĩa văn học của nó ấy, thì vấn đề là không phải là người ta quan trọng cái màu và quan trọng là cái nghĩa của cái chữ này. Quan trọng người ta quan trọng cái biển hiệu, người ta quan trọng nhất là người ta quan trọng là cái chữ này này. Đấy, cái ý nghĩa của cái chữ này ấy, nó quan trọng hơn là cái biển hiệu ấy nổi hay không. Đấy, cái ý nghĩa của nó thì là để quyết định cái văn hóa của họ. Ví dụ như họ lấy tên là Đức Lợi. Nó có những cái tên rất của những người buôn bán ấy, thì bao giờ nó phải có chữ lợi. Lợi đấy là lợi nhuận. Người ta sẽ có là Đức Lợi, Phúc Lợi. Ví dụ như thế. Thì người ta muốn nói rằng người ta có làm lợi cho người ta nhưng người ta vẫn phải có đức. Người ta có làm lợi cho người ta nhưng người ta đã hưởng cái phúc. Đấy, khi người ta đã có gắn những cái chữ như thế thì cái ý nghĩa nó lớn hơn cả cái màu sắc trong cái sự quảng bá như kiểu là lập lòe xanh đỏ hoặc là để cho người ta dễ nhìn. Vì ngày xưa ấy, người ta trân trọng cái giá trị ý nghĩa hơn là cái mắt. Đấy, người ta thâm thúy hơn ở cái chỗ đó. Tức là người ta một câu nói, người ta hoặc là một cái ý nghĩa một cái chữ, người ta cảm thấy nó thú vị và nó sâu sắc hơn là một cái hình ảnh nhìn thấy. Vì cảm cái xã hội ngày xưa là một cái tông màu như là chỉ có ba màu xanh đỏ trắng, xanh nâu trắng thôi. Thì nó êm đềm như thế thì người ta phải gì, người ta phải. Và với tôi đấy là gì? Ngày xưa người ngày xưa nó sâu sắc hơn bây giờ bởi vì là họ dùng cái ý nghĩa văn học chứ không phải là họ dùng cái thị giác. Đấy, đấy chính là cái màu mà cái đấy còn trên cả màu trong cái. Đối với tôi cái giá trị đấy trên cả màu của cái giá trị mà cứ tưởng là loè loẹt rực rỡ mà đã là. Ngoài ra bác còn có chuyện gì là muốn chia sẻ, có chuyện là một cái gì thú vị liên quan đến biển hiệu bác có thể chia sẻ thêm. Thực ra thì với tôi nhìn những nhà nào ấy mà có biển hiệu ấy thì tôi nghĩ rằng gia đình họ là một gia đình truyền thống và có giáo dục. Và tôi tìm những người mà tôi giao du ấy, hoặc là chơi ấy, thì những gia đình có biển hiệu thì những gia đình mà tôi trước tiên đã họ đã cho tôi như là một cái certificate chứng chỉ rằng họ là gia đình có giáo dục. Vì tôi cũng sinh trưởng trong một gia đình đó thì cái truyền thống cái biển hiệu là để ngày xưa nó nói là con nhà nọ con nhà kia thì người ta không nói tên bố mẹ đâu mà người ta nói là con nhà cụ này là cụ hiệu đó chơi với gia đình cụ hiệu kia. Đấy là câu chuyện đối với tôi là sâu sắc nhất, là khi ai có biển hiệu mà bây giờ gọi là thương hiệu thì người đấy chắc chắn phải là người hay. Đấy. Kết thúc cho cái biển hiệu là như